Đây là một chiếc xe mộc, đây chúng ta nhìn này, tất cả mọi chi tiết nhựa cũng chưa được vệ sinh gì cả, phần sàn xe vẫn còn bật nguyên. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Khải tiếp tục giới thiệu một chiếc xe mà NK được đánh giá chiếc xe này là hạng vàng luôn, cực kỳ đẹp. Vâng, chiếc xe này chính chủ tên tư nhân nhờ NK bán hộ. Vâng, anh đấy đang sở hữu chiếc xe này và bây giờ đang có nhu cầu muốn đổi sang một chiếc xe to rộng rãi hơn và nhờ NK Việt Nam kiểm định chất lượng, định giá và bán hộ. Đây chính là chiếc Ford EcoSport phiên bản Titanium 2018 thế hệ mới, form mới. Chiếc xe này là tên tư nhân một chủ từ đầu, biển kiểm soát là 30F20978, đăng ký một chủ lần đầu là ngày 13 tháng 6 năm 2018, địa chỉ đăng ký là Giảng Võ, Ba Đình đó. Thì đây bây giờ em sẽ bắt đầu đưa hình ảnh đăng ký đăng kiểm lên để cho mọi người cùng xem đó, mọi thông tin chi tiết của chiếc xe đều được công khai minh bạch. Rồi chiếc xe đi vào quay chi tiết chiếc xe này thì em cũng đọc qua về cái phần đánh giá kiểm định chất lượng của chiếc xe này. Đầu tiên đó chính là máy và nội thất bẩn, tức là đây là một chiếc xe mộc, bởi vì chiếc xe này không qua tay anh em thợ mà trực tiếp của người sử dụng ký gửi tại NK, nên là máy nội thất bẩn. 4 lốp là 2018, tức là dàn lốp này vẫn còn zin theo xe. Phía bên lái là tai cộng hai cửa cộng hông, cộng đã từng sơn lại rồi, sơn dặm. Còn phía bên phụ này thì chúng ta có tai cộng hai cửa hông sơn dặm, móp răm tai cộng cửa, ba đờ sốc trước sau đều sơn lại, cabo cốp sơn dặm, xước ba đờ sốc trước và kính lái tháo mở. Như vậy là chiếc xe này kính lái đã được thay thế. Tiếp theo nữa là khoang máy và gầm, động cơ và hộp số nguyên bản, không có vấn đề gì. Và điểm lưu ý đáng kể nhất đó chính là phần kính lái của chiếc xe này đã được thay thế. Còn mọi chi tiết khác, ví dụ như keo chỉ, khung gầm, cột kèo, máy số là zin, không thủy kích, không ngầm nước nhé các bác nhé. Đấy, thì bên Khải sẽ công khai minh bạch về chất lượng luôn. Và đây là một chiếc xe mộc nên mọi người có thể đến NK xem xe trực tiếp và chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như phần tai bên phụ đây, nó vẫn còn xước này, xước và móp chưa xử lý luôn. Đây, những vết xước răm của phần cản trước vẫn còn ạ. Phần đèn pha vẫn là zin theo xe. Đây, bộ lốp Michelin, dàn lốp toàn bộ là zin theo xe 100%. Đết lốp là tuần thứ 9 năm 2018 đấy ạ. Vâng, đây là thế hệ mới nên là toàn bộ là lốp của nó là lốp Michelin. Kết cấu khung gầm của chiếc xe là hoàn toàn nguyên bản nhé, không có bị đâm va phần gầm gì cả. Còn tất nhiên phần vỏ này thì NK cũng đã công bố rồi, nó đã bị sơn dặm, tút tát lại rồi. Gương chiếu hậu hơi tiếc, không có chỉnh điện, gập điện mà chúng ta vẫn phải bẻ như thế này. Đó. Đây, các kính phụ thì nó vẫn là zin, có mỗi kính lái này đã từng thay. Đăng kiểm thì còn đến tháng 12 năm 2023. Ok. Keo chỉ toàn bộ các cánh cửa là vẫn nguyên bản 100%. Không bị mất, không bị dạn một phân chỉ nào. Đó. Đây chúng ta nhìn này, kể cả mép dưới của nó vẫn zin nhá. Đây là một chiếc xe mộc, đây chúng ta nhìn này, tất cả mọi chi tiết nhựa cũng chưa được vệ sinh gì cả, phần sàn xe vẫn còn bật nguyên. Thế da của nó đây, chất xe hơn 3 vạn. Đó. Rồi, đây là phần ốc bản lề của cánh cửa sau, cũng chưa từng tháo mở. Cánh cửa sau này cũng đã sơn dặm, tay nắm cửa vẫn còn vết xước răm đây. Đây, kính các cánh cửa này vẫn là nguyên bản của nó nhé, vẫn còn mã theo xe này. Đây là phiên bản Titanium. Rồi, em mở phần cốp cho mọi người cùng xem. Đây, bọc vô lăng rồi cái rèm che nắng của bác chủ vẫn còn để nguyên nhé, bởi vì đây là xe người ta nhờ bên em bán hộ nên là tất cả mọi cái chi tiết sẽ để mộc mạc đúng như thế luôn, không có tút tát, không làm đẹp lại. Rồi, ở đây thì có phần dụng cụ thay thế lốp. Đây chúng ta nhìn cái phần sàn cốp của nó này, vẫn là nguyên bản, không bị đâm va. Ok, chiếc xe này đẹp đấy. Nếu mà chúng ta lấy chắc chắn là sẽ phải đầu tư một chút tiền để làm đẹp lại cái phần vỏ bên ngoài. Đây, hốc lốp dự phòng của nó này vẫn còn xước này,
Lốp dự phòng bên trong vẫn đầy đủ nha mọi người nhé. Cảm biến va chạm phía đằng sau, cam lùi zin theo xe. Đây lốp sau của nó này cũng là lốp Michelin. Lốp sau thì đỡ mòn hơn, mà lốp trước hơi mòn rồi. Đây là tuần thứ 9 năm 2018. Ở các cảm biến, hệ thống điện của chiếc xe này hoạt đang hoạt động bình thường, ví dụ như hệ thống lên xuống kính này, đó, khóa cửa, cửa sổ trời, điều hòa đang hoạt động bình thường, không có vấn đề gì ạ. Đây, trên đồng hồ đang là 34.620 km. Và theo khuyến cáo của bên đại lý Thăng Long Force là thẻ nhắc bảo dưỡng định kỳ là đến 36.000 hoặc đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 thì bác chủ xe cần phải bảo dưỡng của chiếc xe này. Đây, mình quay cái phần ở chân ga, chân phanh để cho mọi người cùng xem nhé. Rồi, còn chiếc xe thì công tơ mét chuẩn hay không thì xin mời mọi người cứ đến NK để xem thực tế chiếc xe mộc này. Đó, phần vô lăng cần số. Ok, có nút để nổ ở đây rồi. Xe đây là phiên bản mới nhá, nên là cái phần màn hình nó cũng khác biệt hoàn toàn này. Chúng ta nhìn nào. Và đặc biệt đi rất là chắc xe, nó không có bị có một cái nhược điểm giống như các thế hệ cũ, đó chính là khi mình đi đến những cái đời như này thì phần nhựa nó sẽ kêu bị op ẹp. Phía ra thì Khải đánh giá là nó ở mức trung bình thôi, nó cũng không được đẹp lắm, hơi nhăn một số chỗ rồi. Đây chúng ta nhìn như này, đó, cửa số của nó đây. Ok, xe này được trang bị là 7 túi khí nhá, 7 túi khí rất là an toàn luôn, cửa đóng chắc nịch. Vâng, rất là nhanh thôi, Ford EcoSport thế hệ mới, xe đã được sử dụng động cơ Duratec 1.5 AT. Công nghệ mới, hộp số của nó là thay thế hộp số Power Shift, đó chính là công nghệ Select Shift, không còn sợ bị lỗi hộp số nữa nha mọi người nhá. Vâng, chiếc xe này hiện tại thì NK định giá và đưa ra giá bán là 439 triệu đồng. Ford EcoSport 2018 thế hệ mới, biển Hà Nội, tên tư nhân, một chủ từ đầu. Trên đồng hồ hiển thị là 34.000 cây. Mọi người quan tâm mẫu xe này có thể inbox trực tiếp cho Khải hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho Khải theo số điện thoại là 091 124 1881 nhé.